Sáng mùng 5 tháng 3, gần 50 đoàn viên, thanh niên 4 phường thuộc quận Đống Đa đã cùng tham gia hành trình rèn sức trong chương trình hưởng ứng cuộc vận động 10.000 bước chân mỗi ngày vì sức khỏe cộng đồng. Tham gia lễ phát động có đồng chí Trần Khả Nhật, Phó Bí thư quận đoàn Đống Đa, đồng chí Phạm Phương Chi, Ủy viên quận đoàn Đống Đa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Đống Đa, đồng chí Mai Văn Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Trung Phụng, đồng chí Đinh Nguyên Mạnh, quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phương Liên, cùng đến dự có các đồng chí ủy viên ban chấp hành đoàn các phường và đông đảo đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tháng thanh niên năm 2023 của quận Đống Đa, hoạt động đã thu hút sự tham gia của tuổi trẻ 4 phường: Trung Phụng, Phương Liên, Phương Mai và Khương Thượng. Hoạt động nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong tuổi trẻ quận Đống Đa. Từ đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc rèn luyện thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của đoàn viên, thanh niên. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Khả Nhật, Phó Bí thư quận đoàn Đống Đa cho rằng: Và bắt đầu khởi động tháng thanh niên tháng 3 với những hoạt động sôi nổi, nhiệt tình và trách nhiệm. Kính thưa các đồng chí, đây cũng sẽ là dịp để tất cả chúng ta, những thanh niên mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, sẽ tô thắm thêm hình ảnh đẹp về thanh niên thủ đô thế hệ mới và cũng đánh dấu một bước quan trọng trong công tác xây dựng đoàn cũng như là công tác thanh niên năm 2023. Cũng như là và cùng với đó là sẽ thi đua lập thành tích để chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phải cần được triển khai sâu rộng, có tính hành động và sáng tạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát và sự lãnh đạo của đoàn, quận đoàn. Với các hoạt động, công trình được triển khai, khi chúng ta phát động để phát huy được cái vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần sáng tạo của đoàn thanh niên. Sau màn khởi động làm nóng cơ thể, thanh niên 4 phường nhanh chóng di chuyển thành hàng, bắt đầu hành trình cuộc thi chạy.